rau càng cua mọi người nhá. Thu hoạch là món canh rau càng cua, canh thịt. Ngâm mấy nước muối khoảng 5-7 phút nhé. Sau mình nấu canh thịt. Ở đây mình đun sôi nước, tí mình cho thịt xuyên chiên vào các bạn nhé. Thịt xuyên chiên mình đã phi hành tỏi thơm rồi. Còn các bạn nào không có xuyên chiên thì các bạn phải phi từ đầu. Cho thịt xuyên chiên thơm mình cho súp các bạn nhé. Súp thì chín vừa vặn. Vài phút sau mới cho rau. Sau vài phút thì là thịt mới lại gia vị là ngấm rồi. Cho rau vào, rau càng cua. Rồi đúng ra là các bạn phải chiên thịt nhưng mà mình chiên trước rồi, thơm rồi. Đợi một chút nữa chín là mình cho cái hành lá vào là xong. Rau chín thì thêm cái hành lá. Bếp.